chồng, chúc hai chồng con trăm năm hạnh phúc, mọi chuyện đều cố gắng vượt qua. Vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Bé Quỳnh là nhỏ lớn, là bà ngoại dạy dỗ cô men ăn học đến ngày thành tài. Bà ngoại chưa được nhận miếng gì hết trơn á, cái là phải xuất giá theo chồng. Nhưng mà phận gái là vậy thôi đó. Thì hôm nay là ngày vu quy của Phương Quỳnh. Thì bà ngoại là rất có là hân hoan, cũng như là vinh dự và hãnh diện là có một đứa cháu rất là ngoan hiền, thành đạt, ăn học đến nơi đến chốn, vừa lòng bà ngoại và chọn nơi xứng đáng để bà ngoại đưa cháu về nhà chồng, là một nơi gia đình cũng rất có là đạo đức, hiền từ. Thì bà ngoại rất là hài lòng về cái lễ vu quy này. Thì không có gì hơn, thì bà ngoại là chúc cho hai cháu là Phương Quỳnh và Ngọc Duy luôn giữ vững hạnh phúc, đi cho là hết cái đoạn đường tình yêu, cái đường mà Trần bà ngoại và ông ngoại đã nắm tay nhau, tay trong tay, đi rất là đẹp cho đến ngày hôm nay. Đám cưới của em, hai em thì chị hay chúc cho hai em là trăm năm hạnh phúc. Bé Quỳnh đó thì nó hơi nóng tính, cho nên là sau khi về mà hai đứa có cái gì đó thì nhỏ nhẹ nói cho nhau nghe. Chúc chị ba trăm năm hạnh phúc. Đầu tiên là con xin cảm ơn ngoại. Ngoại là người chăm lo cho cả gia đình của con, rất là thương ngoại. Cảm ơn mẹ đã luôn chiều theo cái ý thích của con. Con muốn gì cũng được. Cảm ơn chị hai luôn suy nghĩ làm cái gì mà trọn vẹn nhất cho em của mình. Cảm ơn cha, mặc dù không nói nhưng mà luôn làm những cái điều rất là nhỏ nhặt. Cảm ơn heo, cảm ơn tất cả mọi người luôn yêu thương. I'm gonna love you better.
anh Duy thì cái gì đặc biệt nhất anh Duy cũng đều dành cho em hết, nên là mong anh Duy là chỉ yêu thương em nhiều hơn, chịu đựng mấy cái tính nắng mưa thất thường của em nhiều hơn. Can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. Take me on.
bớt mất sao? Rồi cảm ơn Hòa luôn, tại vì tôi thắc mắc. Này. Chị hai của bên kia đứng luôn. Bên kia đứng luôn. Con lấy chồng thì bắt hai trai bắt hai cái không gì hơn. Chỉ có chiếc nhẫn nhỏ nhỏ thôi. Giờ lên chụp hình kìa. Trời vừa luôn á. Tại vì trước khi mua bắt hỏi trước rồi. Hai người cũng kìa. Hai người cũng lý. Bắt hai gái giùm em cho bốn người. Đúng rồi. Có tấm lòng nhỏ nhỏ còn ai có ta có hồ nghèo có nhiều nhiều nha nghèo mà dễ thương mất ba ơi có một chút xíu rồi vừa nãy rồi chưa đây hả hết thì có thêm ba nhìn qua có kém nha. Rồi, nhớ là check vô. Đậu út mỡ út cho hai món. Đây. Giờ mỡ út đeo vô cho cháu đi. Đậu út